mùa thu năm 1952, quân và dân ta mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ở Tây Bắc trước kia, trong ách thống trị của đế quốc và bọn phong kiến chúa đất, đời những con người chìm nổi như đời cô Mị, biết bao cay đắng, xót xa. Mùa thu năm 1952, quân và dân ta mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ở Tây Bắc trước kia, trong ách thống trị của đế quốc và bọn phong kiến chúa đất, đời những con người chìm nổi như đời cô Mị, biết bao cay đắng, xót xa. Mùa thu năm 1952, quân và dân ta mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ở Tây Bắc trước kia, trong ách thống trị của đế quốc và bọn phong kiến chúa đất, đời những con người chìm nổi như đời cô Mị, biết bao cay đắng, xót xa.